Các chị nào mà đang muốn mua cho mình một chiếc camera mini siêu nhỏ mà có kích thước nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay, đấy thì các chị hãy liên hệ ngay qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài ở đây: 0962085919 và 0969155444 để đặt ngay cái mẫu sản phẩm mà trong video này bên em nên giới thiệu chia sẻ cho các chị nhé. Mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ ngụy trang mắt cúc áo F199 đây các chị này. Đây chị thấy không? Sản phẩm chính của mình đây các chị nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm có kích thước nhỏ gọn nhất mà bên em đang cung cấp trên thị trường các chị ạ. Đấy, ngụy trang mắt cúc áo các chị nhé. Kích thước của nó chỉ tương đương với lại kích thước của một ngón tay út của em đây các chị này. Đấy, chiều dài chiều rộng chỉ tương tự như vậy các chị nhé. Rất là gọn nhẹ, không có dây, anh chị có thể đem di chuyển đi bất cứ đâu sử dụng đều được. Hoặc anh chị có thể là gắn trực tiếp trên người như này, quay trực tiếp người đối diện mà không lo bị phát hiện các chị nhé. Bác anh chị có thể là đem đi, ví dụ các anh chị đang đi ký kết các hợp đồng, các cái giao kèo bằng miệng, các anh chị có thể là quay trực tiếp lại để làm các thông bằng chứng cứ để sau này trong trường hợp người ta có lật kèo thì anh chị có các cái video này các chị lấy ra để đối chất, đúng không? Quá là tiện lợi nhá. Hoặc các bác nào mà đang đi xuống hiện trường làm thu thập các thông tin tài liệu về viết bài viết báo thì sản phẩm này quá là hữu ích các anh chị ạ. Đấy, rất là gọn nhẹ các chị nhá. Đấy, ở đây chị thấy này, sản phẩm này thì sử dụng cũng rất là đơn giản thôi các chị ạ. Bên hông đây nó sẽ có một cái nút reset camera này. Đấy, và ở dưới đây thì nó sẽ có một cái ke để các chị nắp thẻ nhớ các chị nhá. Sản phẩm này bên em sẽ tặng kèm một cái thẻ nhớ 128GB để các chị lưu có video. Đấy, còn cái nút reset ở đây thì các chị sẽ reset trong trường hợp cái camera các chị mua về mà nó chưa phát ra mạng wifi, hoặc các chị đang sử dụng mạng wifi này mà chuyển đổi sang mạng wifi khác sử dụng thì các chị reset cái nút này cho em nhá. Đấy, và cái mặt đối diện đây chị thấy nó sẽ có một cái cổng công tắc nguồn các chị nhá. Đấy, khởi động nguồn thì sẽ gạt về vị trí cổng chân sạc ở đây. Đấy, đây là cái cổng chân sạc này. Còn tắt nguồn các anh chị sẽ gạt về vị trí mắt camera các chị nhá. Về phía mắt camera thì camera sẽ hoạt động. Đây em sẽ khởi động nguồn lên cho anh chị xem này. Đấy, khi mình gạt về phía cổng chân sạc đây, các chị thấy này, đèn báo như này là đèn báo sáng là camera đang hoạt động các chị nhá. Đấy, và cái đèn này các chị yên tâm khi sử dụng, bởi vì khi các chị sử dụng thì kết nối với điện thoại các chị có thể tắt bật trên ứng dụng đều được các anh chị ạ. Đấy, còn mắt camera thì nằm ở vị trí đây. Cái mắt cam này thì được kết nối với phần thân máy đây bởi một cái đoạn dây cáp dù rất là mỏng, da mỏng và da dây à mỏng và mềm như này các chị nhá, để giúp anh chị có thể là luồn nách qua các cái khe, các cái kẽ, các cái bề mặt để các anh chị có thể là đặt cái camera giấu kín vào đây các chị ạ. Đấy, đây là cái vị trí mắt camera đây các chị nhá. Đấy, và cái mắt cam này thì còn được tặng kèm cho anh chị một cái bộ ngụy trang mắt cúc áo này. Đấy, để bình thường như này thì các bác sợ lộ đúng không? Đấy, nhưng mà khi các anh chị nắp các cái bộ ngụy trang mắt cúc áo vào như này, các chị theo, đấy hoàn toàn không có điểm gì khác biệt so với cái cúc áo bình thường mà các chị đang mặc trên người đúng không? Đấy, thì tùy cái trang phục các anh chị đang mặc trên người như thế nào, các chị có thể lựa chọn các cái mẫu cúc áo ở đây, các chị thấy này, đấy từ loại to nhất cho đến nhỏ nhất này, cúc áo măng tô này, cúc áo vừa vừa này, cúc áo sơ mi đầy đủ hết đầy ra nhá. Đấy, ngoài ra các chị có thể là lựa chọn các cái loại ngụy trang khác ở đây, các chị thấy này, đấy có thể là ngụy trang ốc vít, đinh vít ở đây như này. Đây các chị thấy này, đấy ví dụ như anh chị nắp ở trên cửa sổ hoặc là bàn làm việc của mình thì anh chị có thể là ngụy trang các cái loại này. Đấy, thì tùy vào môi trường sử dụng cũng như là cái trang phục mà các chị đang mặc trên người, anh chị có thể lựa chọn cái bộ ngụy trang mắt cúc áo phù hợp với lại cái yêu cầu của mình. Đấy, để nắp vào đây để ngụy trang các chị nhá. Đấy, và sản phẩm này khi anh chị đặt hàng sẽ được tặng kèm một cái cục pin dự phòng như này để các anh chị sử dụng ạ. Khi các chị kết nối cục pin dự phòng với cái camera này, anh chị có thể là quay liên tục trong khoảng thời gian 10 tiếng. Và ngoài ra, các anh chị có thể sử dụng riêng cái camera này trong khoảng thời gian là 2 tiếng các anh chị nhé. Đấy, và một cái đoạn dây cấp nguồn như này để các anh chị có thể là sạc pin khi camera hết. Và anh chị cũng có thể là sạc vào cái cục pin dự phòng này để các anh chị sử dụng ạ. Đây, và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn luôn cho anh chị cách thức cài đặt kết nối sử dụng này. Thì rất đơn giản các anh chị ạ. Các anh chị chỉ cần lấy cái điện thoại thông minh của mình ra và tải cho một cái ứng dụng này về. Ứng dụng này thì miễn phí hoàn toàn, các anh chị cứ vào kho ứng dụng, các anh chị đánh cái tên ở đây này. Đấy các anh chị nhá. Đấy, có tên là LOOKGAM, ứng dụng Lookcam. Đấy, các bác đánh gõ cái ứng dụng này, sau đó các anh chị tải về cho em là được. Đấy, và khi anh chị tải xong thì các anh chị sẽ chuyển sang bước tiếp theo ở đây. Đấy, đi vào kết nối cái mã wifi mà cái camera này phát ra các anh chị nhá. Vào phần wifi này. Đấy, thì đây là cái mã wifi nó phát ra, các anh chị đợi ấn vào. Đấy, thì khi nào nó kết nối xong thì bên cạnh đây nó sẽ có một cái dấu tích. Đấy, cho các anh chị. Đấy, và lúc này thì các anh chị chỉ cần thoát ra màn hình cho em này. Đấy, sau đó đi vào ứng dụng này. Đấy, ấn chọn cancel các chị nhá. Đấy, rất là đơn giản và dễ sử dụng các chị ạ. Khi các chị ấn chọn cancel xong, các chị sẽ ấn cho em cái dòng chữ màu xanh ở đây. Đấy, device online này. Đấy, sau đó cancel một lần nữa, hai lần cancel như thế này, camera với điện thoại đã kết nối xong các chị này. Đây thấy không? Đây. Chất lượng hình ảnh đây các chị nhá. Đấy, quá là nhanh đúng không? Sản phẩm này thì rất là đơn giản, rất dễ sử dụng các chị ạ. Đấy. Chất lượng hình ảnh đã kết nối đây. Sản phẩm này anh chị thấy không? Hiện tại đang sử dụng độ phân giải đây là 2K. Anh chị có thể là vào đây tăng lên 4K hoặc giảm xuống 1080. Đấy, thì tùy do nhu cầu của các anh chị nhá. Để các chị có thể lựa chọn phù hợp. Đây, em sẽ quay cho anh chị xem chất lượng hình ảnh đây này. Các chị thấy không? Đây, tay em đưa đi đưa lại này.
Đấy, ngay lập tức hình ảnh đưa theo nhé, không hề bị trễ, bị giật bất cứ một giây nào. Đấy, anh chị theo, quá là xịn sò luôn này. Đấy, camera đưa đi đâu thì hình ảnh đưa theo này, không hề bị trễ, bị giật cái chuyện. Đây, anh chị thấy này. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Màu sắc thì rất là chuẩn chỉnh, đường truyền thì ổn định nhé, không hề bị trễ, bị giật bất cứ một giây nào. Đây, anh chị theo, góc quay còn rộng nhất trên thị trường hiện nay là 170 độ luôn các chị ạ. Đây, các chị có thể chụp ảnh ở đây này. Đấy nhá, máy chụp ảnh ở đây, các chị có thể ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây để chụp ảnh này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, rất là đơn giản, dễ sử dụng đúng không? Đấy, còn quay video thì anh chị có thể ấn vào đây, quay video. Đây, cái máy quay này, cái chị này, máy quay phim đây các chị nhá. Em sẽ quay cho anh chị xem một cái đoạn video này. Chào mừng tất cả các chị và các bạn đã quay trở lại với camera quay nén Hoàng Hải. Số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí 0962085919 và 0969155444. Đấy, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em các anh chị nhé. Đây, và em sẽ dừng video và mở lại cho anh chị xem chất lượng hình ảnh như nào. Đấy, các chị sẽ quay về ứng dụng này, sau đó ấn chọn phần photo dưới đây. Ở đây, vào đây thì anh chị thấy này, ảnh và video mình vừa chụp đây. Đây, vừa chụp nóng sốt đây các chị này. Thời gian đây các chị nhá, nó sẽ lưu đây cho chị này. Đấy, ngày tháng 5 này, 15:47:39 anh chị theo. Hiện tại trên đây 15:48 này, đấy, điện thoại của mình đấy, anh chị theo. Đấy, muốn xem cái nào thì ấn vào đây thôi. Đây này, phóng to thu nhỏ đều được các chị nhá. Đấy, chị có thể là phóng to lên để nhìn cho nó rõ này. Đấy, muốn xem cái nào thì ấn vào đây để chọn này. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rất dễ sử dụng nhá. Đấy, các bác theo. Đây, còn video đây em vừa mở cho anh chị xem này. Đấy, vừa quay cho anh chị nhá. Bây giờ em sẽ mở lên. Chào mừng tất cả các chị và các bạn đã quay trở lại với camera quay nén Hoàng Hải. Số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí 0962085. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chất lượng âm thanh hình ảnh quá là xịn sò đúng không? Đường truyền thì rất ổn định, không hề bị trễ, bị giật bất cứ một giây nào. Đấy, anh chị cùng em khám phá thêm các chức năng công dụng ở đây. Quay về đây cho em này. Đấy, bởi vì cái sản phẩm này đúng là nhỏ mà có võ đúng không anh chị? Rất nhiều cái chức năng công dụng khác anh chị sẽ khám phá cùng ở đây cho em này. Đấy. Ở đây chị có thể là cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động ở cái hình cái chuông đây này. Đấy, ở dưới đây thì anh chị có thể là cài đặt chức năng thay đổi mật khẩu camera. Đấy, còn ở dưới đây là cái chức năng cài đặt thẻ nhớ các chị nhá. Đấy, còn ở cái dòng biểu tượng cột sóng wifi đây là cái chức năng kết nối xem trực tiếp từ xa không giới hạn khoảng cách. Đấy, các chị muốn xem từ xa không giới hạn khoảng cách thì phải ấn vào đây. Đấy, sau đó chọn tên mạng wifi nhà mình này, nhập mật khẩu vào đây, sau đó ấn chọn ok và thoát ra màn hình. Đợi khoảng 1 đến 2 phút sau vào lại là ok các chị nhá. Muốn xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách thì cái camera này lắp đặt ở nơi nào thì phải kết nối với mạng wifi của nơi đấy để các anh chị sử dụng các chị nhá. Đấy, còn cái điện thoại khi các anh chị đã kết nối ở đây đem đi rồi thì các anh chị đi ra ngoài có thể là kết nối với mạng wifi, mạng 3G, 4G đều được hết các anh chị nhá. Đấy, đấy là kết nối xem trực tiếp trên điện thoại từ xa. Đấy, và những anh chị nào mà đang theo dõi video này thì các anh chị hãy cho em một like, một chia sẻ cũng như hãy đăng ký theo dõi kênh bên em để hàng ngày sẽ là người sớm nhất nhận được những video bên em nên giới thiệu chia sẻ cho các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.